Truy cập vào trang chủ họ maimiennam.com. Truy cập menu đăng nhập để đăng nhập quản lý nội dung. Nhập tài khoản đăng nhập và xác nhận đăng nhập. Chuyển sang trang bảng điều khiển. Ở đây mình sẽ làm trang gia phả dòng họ, truy cập vào menu danh sách bài viết. Chúng ta sẽ thêm bài viết mới. Ở trường tiêu đề bài viết, bạn phải viết tên đầy đủ gia phả dòng họ của bạn, không sử dụng tiêu đề chung chung như gia phả hay tên dòng họ v.v. Xác thực cấp gia để có thể đăng bài viết. Chọn danh mục đăng bài vào là danh mục kết nối họ Mai, đây là yếu tố bắt buộc để hiển thị trang gia phả. Xác nhận đăng bài viết. Bây giờ mình sẽ ra trang người xem để kiểm tra trong trang thông tin dòng họ đã hiển thị nút liên kết gia phả hay chưa. Bây giờ chúng ta sẽ download tập tin Excel mẫu về để soạn gia phả. Trong tập tin này, riêng dòng đầu tiên chúng ta sẽ giữ nguyên không thay đổi gì cả. Đầu tiên về cụ thủy tổ cao nhất dòng họ mình sẽ đặt ít là 1 và ít cha là 0, đây là yếu tố bắt buộc. Về ít những người tiếp theo tôi mặc định theo số thứ tự tăng dần, về ít có thể viết Tết cũng được miễn sao không bị trùng lặp là được. Tiếp theo cụ thủy tổ sinh ra các cụ tiếp theo thì mình sẽ lấy ít của cụ thủy tổ dán vào một ít cha của những người con của cụ.
Và cuối cùng đây là kết quả trang Excel gia phả mà tôi đã điền đầy đủ thông tin. Bây giờ tôi sẽ up tập tin gia phả này lên trang gia phả mà tôi vừa mới tạo. Mở trang gia phả để xem kết quả hiển thị. Tiếp theo mình sẽ tìm kiếm thông tin trong gia phả. Kết quả sẽ hiển thị trong danh sách. Trường hợp bạn muốn thay đổi lại thì bạn phải upload lại trang gia phả Excel của bạn lên. Và trong mục trường ẩn, mình lựa chọn những trường mà mình không muốn hiển thị lên trong cây phả đồ. Ok, giờ mình lưu lại và xem kết quả trên trang gia phả. Tiếp theo mình sẽ tìm kiếm thông tin trong gia phả. Kết quả sẽ hiển thị trong danh sách. Ở trong mỗi trang gia phả, bạn sẽ thấy có hai chế độ xem, một là theo cây phả đồ và hai là theo danh sách từ cao đến thấp qua các đời. Ở dưới dạng danh sách này thì bạn lưu ý ở mỗi một người, sẽ có thông tin người cha và các con là những liên kết. Mình có thể click vào để xem thông tin người cha và người con của người này.
Vì gia phả quá rộng có thể không hiển thị được hết, bạn có thể mở file ảnh này dưới dạng text và chỉnh sửa lại viewport cho nó rộng ra. Tiếp theo là trường hợp mình muốn chỉnh sửa lại gia phả. Đầu tiên bạn vào phần danh sách và download danh sách về máy của bạn. Sau khi download về xong, mình mở file Excel ra và chỉnh sửa hoặc thêm thông tin vào gia phả. Chỉnh sửa xong rồi, mình lưu lại và tải lại vào trang chỉnh sửa gia phả. Phải viết đầy đủ chữ gia phả và tên dòng họ, tên chi, tất cả các bài viết gia phả phải đăng vào trong danh mục kết nối họ mai. Vấn đề tiếp theo là mỗi dòng họ mà làm một gia phả thì trải qua nhiều đời. Số lượng sẽ rất lớn và mình rất khó theo dõi, vì vậy các họ sẽ phân chia ra thành từng chi từ gia phả họ cả. Giải pháp ở đây, mình sẽ tạo thêm gia phả hai chi ví dụ. Phần upload gia phả thì mình đã hướng dẫn ở trên không xem lại nữa. Chỉ nhắc lại một điều là tên tiêu đề bài viết gia phả. Phải viết đầy đủ chữ gia phả và tên dòng họ, tên chi, tất cả các bài viết gia phả phải đăng vào trong danh mục kết nối họ mai. Ok, bây giờ mình sẽ xem nó hiển thị trên trang gia phả gốc. Chúng ta thấy là cái tiêu đề ba gia phả này nó quá dài, mình sẽ chỉnh sửa tiêu đề cho ngắn lại. Lưu ý một điều là tên bài viết khi thêm thì mình phải khái quát đầy đủ, khi đăng lên xong thì mình có thể chỉnh sửa tiêu đề lại ngắn hơn theo ý của mình được.
Ok, và bây giờ mình sẽ xem kết quả hiển thị cuối cùng.